tuyển Việt Nam đấu Malaysia, Trọng Hoàng có thể đá tiền vệ trung tâm. Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể kéo Trọng Hoàng lên đá tiền vệ trung tâm. Trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trọng Hoàng, giữa, sẽ trở lại ở trận đấu gặp Malaysia ảnh hữu phạm từ UAE trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại khu vực châu Á diễn ra vào đêm mai, ngày 10/1 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Quang Hải do đã nhận hai thẻ vàng. Tuấn Anh chưa bình phục hẳn chấn thương, còn khả năng ra sân của Văn Toàn vẫn bỏ ngỏ, đội tuyển Việt Nam vì thế đối diện với nhiều sự thay đổi trong đội hình. Trong trường hợp xấu nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ mất cả hai tiền vệ trung tâm từng đá chính trước Indonesia, gồm Quang Hải và Tuấn Anh. Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Trọng Hoàng. Trận đầu tiên gặp Indonesia, Trọng Hoàng bị treo giò, nhưng trận Malaysia là đối thủ mạnh, Việt Nam gặp họ kể cả khi đá ở Mỹ Đình cũng chỉ thắng sát nút với tỷ số 1-0. Họ lại có thêm sự với một loạt các cầu thủ nhập tịch nên Việt Nam sẽ đối mặt khó khăn hơn, nên những nhận tố như Trọng Hoàng có thể gây bất ngờ. Trọng Hoàng khỏe, kinh nghiệm dày dặn, tốt cả công lẫn thủ. Trong bối cảnh Việt Nam mất Hùng Dũng vì chấn thương, Quang Hải bị treo giò và Tuấn Anh bỏ ngỏ khả năng ra sân, Trọng Hoàng có thể là vũ khí bất ngờ của thầy Park. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trọng Hoàng. Trước khi được huấn luyện viên Park Hang-seo kéo về đá hậu vệ cánh phải thay thế Văn Thanh ở AFF Cup 2018, Trọng Hoàng vẫn chơi ở tiền vệ công. Đây là vị trí mà cầu thủ này vẫn đang chơi ở câu lạc bộ Viettel. Trọng Hoàng đá với Xuân Trường hay Minh Vương đều có thể phát huy được, cũng có thể giữa sân ba người thay tua nhau chứ không phải hai người chuyển đổi từ. Việc thầy Park gần đây không để cho Cao Văn Triển sang UAE cũng phần nào cho thấy quan điểm của ông là không cần mẫu tiền vệ trụ mà cần tiền vệ tốt cả công và thủ, bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ. Sau chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước Indonesia vào hôm 7 tháng 6 vừa qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng G với 14 điểm trên bảng xếp hạng sau 6 lượt trận, hơn đội xếp thứ 2 là UAE với 12 điểm. Trong khi đó, Thái Lan dù đang xếp thứ 3 với cùng 9 điểm với Malaysia nhưng không còn cơ hội đi tiếp do thi đấu nhiều hơn một trận so với các đội còn lại. Do đó, nếu giành chiến thắng trong trận đấu tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng G và có lợi thế lớn về tâm lý trước trận đấu cuối cùng gặp UAE vào ngày 15 tháng 6.